tiến hành bấm huyệt. Đây là bước quan trọng nhất. Đầu tiên, bạn cần xác định rõ vị trí của các huyệt cần tác động, sau đó mới tiến hành thực hiện các động tác. Để hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống cổ, bạn cần tập trung vào các huyệt như phong trì, á thị, kiên tỉnh và bách hội. Huyệt á thị. Á thị là huyệt không có vị trí nhất định và cũng không tồn tại mãi mãi. Huyệt này có thể trùng với một huyệt khác và chỉ xuất hiện ở những chỗ đau. Để xác định huyệt á thị, bạn nên dùng đầu ngón tay ấn nhẹ từ vùng đau cho đến một điểm đau nhất. Tác dụng. Bấm huyệt á thị có tác dụng tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, điều trị tổn thương do thoái hóa gây ra. Cách tiến hành bấm huyệt á thị. Sau khi đã xác định đúng vị trí huyệt, bạn dùng ngón tay cái bấm và day nhẹ tại vị trí huyệt, giữ nguyên tư thế bấm cố định từ 45 giây đến 1 phút, tiến hành lặp lại vài lần sẽ giúp khỏi bệnh tốt. Huyệt kiên tỉnh. Huyệt này nằm ở chỗ lõm sâu của đỉnh vai. Cách xác định dễ dàng nhất là bạn chỉ cần giơ ngang tay ra sẽ thấy huyệt này trên vùng vai lõm xuống. Cách tiến hành bấm huyệt. Dùng ngón tay cái bấm vào huyệt kiên tỉnh trong khoảng 1 phút, sau đó day ấn huyệt vị liên tục trong vòng vài phút sẽ thấy các dấu hiệu của bệnh thuyên giảm rõ rệt. Huyệt phong trì. Huyệt phong trì nằm ở chỗ lõm hai bên từ chỗ lõm giữa cơ ức đòn và phần trên cơ thang. Cách tiến hành bấm huyệt. Sau khi xác định được huyệt, bạn dùng hai ngón tay của mình bấm vào hai huyệt phong trì, dùng các ngón tay ôm lấy vùng đầu và ấn mạnh vào khoảng 1 đến 2 phút cho tới khi thấy nóng tức, tiến hành bấm huyệt trong khoảng 5 đến 7 lần mỗi ngày. Huyệt bách hội. Huyệt bách hội nằm ở ngay chính giữa đỉnh đầu. Tác dụng: bấm huyệt bách hội giúp giảm cơn đau, giảm căng thẳng do bệnh thoái hóa cột sống cổ gây ra, đồng thời đả thông huyệt vị, giúp tuần hoàn máu tốt hơn, tăng cường trí nhớ, giúp đầu óc minh mẫn hơn. Cách tiến hành bấm huyệt: dùng ngón tay trỏ bấm vào huyệt bách hội một lực vừa đủ để cảm thấy buồn buồn, tê tê, hơi đau nhẹ. Giữ nguyên như vậy trong khoảng từ 30 đến 45 giây thì bỏ ra. Xoa bóp trước khi bấm huyệt. Xoa bóp có tác dụng làm nóng và giúp các mô cơ được thư giãn. Bạn có thể thực hiện xoa bóp theo từng vị trí. Đối với vùng cổ, sử dụng bàn và ngón tay phải chà sát và massage lên vùng cổ bên trái. Xoa bóp nhẹ nhàng từ trên xuống dưới rồi ngược lại trong khoảng 1 phút. Tiếp đến dùng tay trái thực hiện tương tự với vùng cổ bên phải. Đối với vùng gáy, đan hai bàn tay với nhau ở sau gáy và tiến hành chà sát từ chân tóc xuống phía dưới vai. Tiếp đến dùng hai bàn tay để bóp nhẹ nhàng ở hai bên cổ, thực hiện động tác khoảng từ 10 đến 15 lần. Vùng xương bả vai, cúi đầu về phía trước, dùng tay phải chà sát và xoa bóp vào vai trái khoảng 10 đến 15 lần. Tiếp tục dùng tay trái thực hiện tương tự với bên vai phải. Lưu ý khi thực hiện động tác xoa bóp, bạn cần thực hiện nhẹ nhàng để có thể giúp cơ bắp được thư giãn, kích thích tuần hoàn máu, tránh sử dụng lực tay quá mạnh bởi sẽ gây ra bầm tím, tổn thương mô mềm và vùng da phía ngoài. Vùng cổ là vùng có chứa nhiều dây thần kinh quan trọng, chính vì vậy bạn cần xác định chính xác vị trí của huyệt cần tác động. Nếu như bấm không đúng vị trí huyệt, có thể phát sinh một số rủi ro gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi bấm huyệt, bạn không nên nghỉ luôn mà nên thực hiện một vài động tác đơn giản nhẹ nhàng để giúp vùng cổ được thư giãn. Sau đây là một vài động tác phù hợp. Cúi ngửa cổ. Bạn cần ngồi thẳng trên ghế, giữ đầu cân bằng với hai vai, mắt hướng về phía trước. Tiến hành cúi đầu từ từ xuống cho đến khi cằm chạm vào ngực và giữ trong vòng vài giây rồi trả về tư thế ban đầu. Sau đó từ từ ngửa đầu hết cỡ ra sau lưng rồi tiếp tục giữ trong vài giây và trở về tư thế ban đầu. Lặp lại thao tác từ 5 đến 7 lần. Kéo cổ sang hai bên. Bạn cũng cần ngồi thẳng trên ghế, giữ đầu cân bằng với hai vai, mắt hướng về phía trước. Sau đó dùng tay trái vòng qua đầu ôm lấy tay phải, rồi từ từ kéo căng cổ sang bên trái và giữ trong vòng vài giây rồi trả về tư thế chuẩn bị. Thực hiện tương tự đối với bên còn lại, lặp lại xen kẽ cho mỗi bên khoảng từ 5 đến 7 lần. Liệu pháp bấm huyệt chữa thoái hóa đốt sống cổ sẽ có tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ giảm đau và cải thiện tuần hoàn máu rất tốt nếu bạn thực hiện đúng cách.